Còn thằng này là cũng không được gái mũ nữa. Không hiểu muốn, chưa? Vâng.
Nó mẹ nó đi chơi chào nó làm thì còn đi tranh thủ vào góp cái. Đi cụ mày nó phạt cho 500, thế là hết cụ mày cả mối trả. Cười làm gì? Nhưng mà đi chợ vất vả từ sáng đến trưa từ ngày đêm mà không có làm được bán bao nhiêu tiền. Đi suốt từ sáng sớm tìm mà 2 giờ sáng nó đi rồi. Mỗi lần mỗi gà, ê vất vả như thế. Thì giấu ghê nhưng mà đây moi ra cho nó biết. Mà vợ chồng mày đây con cái mày chẳng bảo được. Còn đây về nhà về cửa thì thôi à. Hai vợ chồng có nhiều người, hai đứa con không dạy được con thì còn làm ăn cớ gì. Không bảo được. Thì mày có bảo được mày đâu mà mày bảo được con mày. Không chấp nhận nhưng mà bây giờ nó có hai con rồi. Mà cái thứ hai bây giờ con dâu nhà mày nó không đi lại với vợ chồng mày nữa à? Thôi rồi, cứ đi. Thôi đâu con trai mày vẫn ở mà thằng nam vẫn ở với nó mà. Thằng nam nó ở nhưng mà bây giờ đây tao nói con Hà đâu. Bây giờ tao nói cho con Hà mày nghe. Bây giờ mày phải bảo con trai mày. Bây giờ mẹ bệnh tật ốm đau thế này đi chợ đi mua tao giả lập cho mày trước thế này rồi. Bây giờ mày ngâm đi mày chơi bời để vợ mày nó có đối xử với chúng tao chẳng ra cái gì. Mà đến bây giờ thông gia tôn giáo nó cũng không quan tâm tao là ai, cứ hỏi gặp nhau cũng hỏi. Mà bây giờ có ê, trong công to việc lớn đi, vợ mày cũng không về. Mày phải bảo nó chứ. Đặt mày. Thôi nhé con nhau. Thế Phương à? Vâng, Phương bà cháu nó bảo không nói chuyện hay là bà. Vợ con Phương làm cái gì? Con lại tắt máy. Thế thôi. Ừ, đấy, con nghe bà nói chuyện nha. Ừ, chứ này bảo bà. Cháu gái Phương hả cháu? Thế giờ đi cháu qua khiếp mở dạo này mày diện quá. Thế ông nọ thế đi. Về nhà về cửa đi, đi. Anh Nam anh ấy về tranh thủ tí anh lại đi ngay à? Thế anh ấy có bảo gì không? Mà bây giờ cụ bảo thế này. Thôi thì cái việc nào đã xảy ra rồi. Thế bây giờ đây con không nói năng gì chị dâu kệ chị dâu. Còn mà bà mẹ con cũng ấy, nhiều cái cũng không được. Cụ có nói giờ đây cháu lớn rồi. Bây giờ bố mẹ cháu cũng nhiều tuổi rồi. Bây giờ đây mẹ cháu bây giờ anh Nam anh ấy về. Anh ấy về thì gọi nhẹ nhàng thưa Nam ơi bây giờ mày phải báo vợ mày về. Nói chuyện với bố mẹ hoặc mang con về bên này. Hoặc là xin lỗi bố mẹ một câu. Thôi thì tao ấy nhưng mà mẹ mày cứ nói ra nói vào tao dứt hết cả đầu. Mà bảo bỏ qua rồi nhưng mà mẹ mày có bỏ đâu. Khó nhục về con nhục về cháu. Tốt nhất là bây giờ không nói ra nói vào. Chỉ nói với con trai mày này mà vợ chồng mày cũng bây giờ. Con trai mày cũng không ngoan. Nói thật là con trai mày cũng không ngoan. Thì con dâu mày mới thành hư. Nhớ chưa? Thế bây giờ theo tao này này. Mày để thằng Nam nó về. Chỉ bảo với thằng Nam là thôi bây giờ mẹ chỉ có mình mày thôi. Thôi thì sai trái bỏ quá đi. Mẹ con bỏ quá cho nhau mà về bỏ nhau làm ăn. Chứ bây giờ chúng mày cứ chắc xong chúng mày ấy đuổi chúng mày không nhận. Thế chúng mày không nhận bây giờ con mày nó vẫn bỏ. Thì bây giờ chúng mày chả làm gì. Mà rồi đây mang tai mang tiếng nước chúng mày ốm đau mày. Thế giờ các bạn như này. Một mình con Phương cũng không thể lo được cho mày suốt đời được. Nó còn lo cho gia đình nhà chồng nó. Con nhớ chưa? Nó còn lo cho tương lai gia đình nhà nó. Sau này chứ làm sao lo được cho mình mãi suốt đời. Vì con gái nó chỉ ngắn đời thôi. Còn bây giờ tốt nhất vợ chồng chúng mày phải thứ nhất phải xem xét lại bản thân các cháu. Không nói ra không nói bản. Cháu gặp phụ cháu nó học hành năm nay. Cái việc học hành của nó tôi sẽ đọc. Trên cháu học hành.
Còn chủ yếu là bây giờ con này học thì hơi kém. Thế nhưng mà đây được cái con này nó ngoan, cái là biết trên biết dưới. Thế nên còn bây giờ đây cái việc mà đây vợ chồng mày cũng không nên gây mâu thuẫn gia đình nữa. Còn là đã chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không thể nào ê lấy lại được như ban đầu. Thì bây giờ đây con cũng gọi thằng Nam về, xong là đây mày cũng không nói ra nói vào nữa. Nhớ chưa con à? Con giận cái con lắm, con giận lắm ấy. Mày giận thì bây giờ đây, thế sao chồng mày đi chơi, chơi bời đàn đúng, thế sao mày không giận chồng mày đi? Con giận nhưng mà thôi bây giờ thì vợ chồng bây giờ thôi. Thế vợ chồng mày thì thấy con cái là con cái trong gia đình, mình còn bỏ quá được cho chồng thì bỏ quá cho con dâu, con trai đi. Bởi vì con dâu này, con này nó cũng nó quá là hư cũng tạm. Con nói đến cái ngày cũng không được. Thành ra bây giờ thôi con coi như là không có lớn dâu ý. Không thế được. Bây giờ mẹ con mà không ấy vui vẻ thôi anh nhớ vào đó. Ở ba mặt một nhở. Nhớ chưa? Con không gọi, con này con không gọi. Tùy mà. Vâng. Con nhỏ bà là bà dạy bà cứ xui rủi cho thằng Nam nó ngoan thôi. Để làm thế nào để cho nó dạy được vợ nó dạy mà không dạy được thì con càng bảo là mày trước hết là mày bỏ ngay. Con mà thấy... Mày nói thế là cũng không được. Bây giờ cháu thì đang ôm đâu. Con trai mình tỏ và cũng không chắc nó lấy được đứa khác. Chưa. Bởi vì là ừ thì con trai mình cũng cờ bạc như danh ý. Chứ không phải là con này. Cũng một phần là do ấy, con thì mình không ra gì. Tạm nghe chưa? Bây giờ thằng này ấy, nó chơi bời nhiều chứ có phải là không đâu. Mà vợ nó cũng giả lợ. Mày có giả lợ cho nó đâu. Mới là mày giả lợ. Còn hầu nữa bây giờ là vợ nó giả. Cháu ăn đấy thì có tiền đâu. Vợ nó chẳng giả, cháu là đi làm nó giả. Thế ai nuôi con? Mày cứ bênh con mày thế là chết. Thế bây giờ một lát nó đứng ra nó nuôi con, nuôi chồng. Chồng phải đi làm mà để nó coi tập trung vào giả lợ cái la tiền. Cờ bạc lô đề cá cược. Con nó thì nó tập nó sang bên nhà con. Bây giờ thì nó... Mà mày kêu là mày ghét nó. Mày ghét nó thì bây giờ mày sống với ai? Xong mày kêu là mày bắt con trai mày bỏ con dâu. Mà con trai tao đố mày xui thằng Nam bỏ được vợ nó. Tao đố mày xui đấy, nó còn bật mày hơn nào thơ. Con đúng không hả Tán? À. Cơ bản đấy thì thằng này chơi như bà ác quá. Chơi không phải là số tiền nhỏ. Vâng. Tao nói mày biết không phải là số tiền nhỏ đâu. Thế nên là bây giờ mình đừng có lên bên con trai. Con hê dai nhà mình, mày cứ đặt cương vị là đây là viên kim cương của mày. Thì con gái của người ta cũng là vàng 10 của nhà người ta. Bây giờ mày con dai nhìn có ra gì không? Phải nhìn thở lên gánh nhà mình đi. Mình phải nghĩ như thế, tôi còn kệ mẹ. Bây giờ bảo chúng nó tôi thì chúng mày ở với nhau bảo nhau mà làm ăn. Còn nợ lần mà mẹ chúng mày, tao không lo được. Còn cháu nó tao trông lo cho. Thế thôi, toàn đâu nói ra nó làm gì. Nói ra đây bảo vừa mang tai mang tiếng vừa sổ. Thế mày định muốn nệ lát bét giống nhà thằng Mong hàng xóm hay sao đây? Con này con nghĩ như thế nhưng mà con vợ nó đợt này nó cứ xử nó tệ. Nó quá tệ. Nó tệ như thế nào là tệ? Ôi à, nó... Con Phương lên rồi cho con ấy nó ngã chứ. Nó có sang đến nơi rồi. Nó cũng chả sang đến nơi. Con nó thì cứ bất tưởng khoảng vất vả nó chả vào. Con đã mà kệ nó rồi. Thôi coi như là cháu mình vẫn trông non nhưng mà bị tỏa rồi con. Con cũng nói bảo là mày có con mày cứ mang đây là mày chỉ cần nói ông bà trông là chúng ta vứt trông. Sao tại sao mày cứ vứt hết người lọ đến người kia mày cứ đưa người nọ người kia là không được. Hôm nay con sáng con mắng nó một trận. Mày cũng đánh đá lắm. Tao chả bênh mày. Con mà đánh đá. Mày cũng đánh đá, con kia cũng đánh đá. Hai mẹ con đều hướng lên. Con mà quá. Hai con đi làm dâu. Cái dân đi bắn thịt lợn đến đâu mà dền mời cái này. Con quá này. Suốt ngày cầm đao khổ ba 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 này đi đâu mà gọi điện. Thế này là thế, sân siêu làm cái gì, con cái là thế. Còn bây giờ đây, ừ nó đéo gửi đấy, nó chưa khăn nó đéo gửi. Thế là cháu này đứng ở cổng là tự vào, thế cháu. Ồ thế cháu này không gửi mẹ ấy ra, nó bè cổng lại nên mở cổng cháu vào. Thế con nó lâu sức ăn đi cháu ăn. Không ai nước ngủ. Mẹ mẹ ông nó ghét thì cháu không nói chung. Cổng nó khóa vào như đây này, ra đây bà bế, giống bà đâu? Ờ giống bà đâu mà nó đéo khửi nó để mẹ ăn cổng mò vào nữa. Mày thấy con bây giờ thôi, biết cái gì đâu. Thế nên là thôi nghe lời tao đi.
thôi kim bỏ là 10, mẹ con vui vẻ. Ngoại chủ yếu bây giờ mình bảo đấy, ngoại chúng ta bảo thôi thì mẹ con thế nào, mẹ con không bỏ nhau đâu. Bây giờ con mới lớn rồi, chơi bảo ít thôi, ngoại chẳng biết điều, dỗ tết về bên này. Còn bây giờ đây tao cũng ấy, gần đất xa trời rồi, bệnh tật cũng đau chứ biết sống chết thế nào. Vợ chồng mày bảo nhau mà làm ăn, chứ bây giờ bắt chúng nó bỏ nhau, lúc mình dám mắt đi cháu mình khổ, ai nuôi mình. Thế như mày đấy, bây giờ mày bị bệnh thật ung thư, mày đi Hà Nội, mày chưa bệnh chưa tật, tao phải phục vụ cho mày, để cho mày tai qua được để mày sống, để mày còn dạy bảo con cái Phương cho lên người. Chứ bây giờ thằng này mà lấy vợ, tao hỏi mày rằng con Phương nhà mày đang học, có ai kèm được nó không? Nó chung mày như thế, mày nhìn nhà thằng Long đấy, thế nó bạc với mẹ nó như thế nào ấy. Mày phải biết là nó mang mẹ nó lên trên trần, nó chói mẹ nó lại. Mày định học từ đó à? Không, không. Thế lên là về nhà về cửa, con nhớ chưa? Bây giờ sống là sao mình biết trên dưới, mình tôn trọng. Thôi còn đấy, cái chuyện nó xảy ra rồi thôi. Mà bây giờ nó nói lại này này, nó chỉ bảo làm cơm này. Mẹ ấy, mẹ con chả học ai đâu, con học bố con thế mà. Bố cho đâu bằng hoàn trạng. Có mấy đứa cụ nó bảo đéo gì là con học bố chồng mà để. Vì thằng này bây giờ mở miệng nó mắc quay rồi, vì nó chót bóc người ta cái phạt 500 đồng. Là nó nói nó đang bỏ bất chết bố các anh làm đéo không được. Ừ, thế này bảo mày giấu cho chồng mày, thế mày này giấu, mày đéo giấu mà con giấu. Chồng con thì con bảo làm cái giấu chứ. Không, mày chả bảo vệ chồng mày thì tao phải bảo vệ cái bọn trẻ con chứ. Bệnh đặt này này đang cưới cũng không đi, mà thế dỗ tết cũng không đi, ông bà cho chồng con đi hết. Con nhớ chưa, bởi vì con tránh đi đám cưới này là cô gì chú bác đây người ta sẽ về, người ta chúc cho con cháu người ta trăm năm hạnh phúc. Ta vô tình người ta mới ghê về, ta nhìn thấy con người ta bảo ô, thế xong về thế này bảo ô hôm nay tôi vẫn thấy cái con, ví dụ con Hà tôi vẫn thấy nó đi ăn cưới, nó ung thư thế nào, thế là vô tình thôi, cũng thế là bị các quan ra về ta để ý. Con nhớ chưa? Con bảo các cháu không kiêng gì, kiêng kỹ lắm. Kiêng này mà sống ra. Đây mày ung thư bao nhiêu năm nay mày kiêng được, mày có chết đâu. Cái mẹ con đứa nào có sông sáo đang cưới đang cười ma chay cũng đi hết à, đi mẹ mày chỉ có đi tổng hợp. Càng kiêng được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu cho mình. Mà kiêng được bao nhiêu mày, từ ngày mày kiêng đến giờ, từ ngày con Hào nó còn bé tí. Mà đến bây giờ mày vẫn chưa làm sao. Nó chỉ có các cái hạt này đây, nó mọc trong lơ mẹ cứ khấn các cụ là vài bữa các cụ lại cho khỏi. Này cho tìm cho lại. Con nhà cụ thì cụ dương rủi cho con. Kiêng được cái gà mới tốt chứ sao? Cho con nuôi, cho con Phương nó lớn trưởng thành. Con đấy thì con hai vợ chồng không phải lo lắng gì. Đấy vợ chồng mày cứ nhìn đấy ngay hàng xóm nha, mày chả cần nhìn ai. Đấy vợ chồng nhà thằng Long đấy bạc với bố mẹ, mày nhìn đi xem. Nó bạc với mẹ nó mà mẹ nó vất vả, mẹ nó nuôi nó một thân một mình. Ăn nó không cho mẹ nó ăn, ôi uống nó không cho mẹ uống, mẹ nó ngủ nó chửi, mẹ nó nằm nó chửi, mẹ nó đi nó chửi. Nó đánh hành hạ mẹ có, rồi ấy làm dâu đối xử tệ bạc với mẹ nó. Thế đến bây giờ mày ngẫm đi, người con người ta là hàng ngày phải uống nước, nhưng mày ngẫm đi cả từ đầu năm cho đến cuối năm nó không bao giờ đặt một hớp nước vào mồm nó. Mày nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy chính xác chưa? Mà nó đặc biệt là nó không bao giờ uống nước. Gầy. Không bao giờ uống nước, cái mắt nó sâu nhưng mà con yêu quái. Cái mồm nó chìa ra, cái má nó họp ra, nó toàn chuông là chuông rồi. Mày nhìn đấy vào tháng 5 đấy. Mà đấy nó bảo là ấy, mà nó chưa bao giờ nó uống nước. Nó bảo từ ngày nó đi lấy chồng, nó chưa biết uống nước mà cái gì. Đấy mày nhìn thấy nó rồi đấy. Bạc đấy là bây giờ cách trời đất người ta phạt đến nước không được uống. Mà nó cứ đặt mồm nộp nước lên mồm cái là nó lôn không bằng hết đâu. Nên người nó ấy, bây giờ con nhìn thấy nó người nó cũng ấy thấp hơn con tí. Nhưng mà người nó gầy không sắc như người sắc nước ai cả. Toàn xương là xương đít không còn, vú không còn. Tất cả cái xương kèn trơ thì đến được xương luôn. Mày mà đẹp thế mày có muốn thế không? Con không. Thế sao mày khen nó đẹp người ta cho mày đúng không? Không. Con mẹ bà này nhà mình ấy. Mẹ nó mặc lên đây, lên đây. Chắc bộ quần áo cũng không được thông được lên như vợ mày. Con nhớ chưa?
nó gầy, bây giờ toàn xương mới ra, bây giờ chỗ này nó hấp. Nó đi ấy, mà cái chân nó này, vừa nhìn cái chân với cái tay nó bây giờ có kia không? Cái ống đồng của nó bây giờ có một cái xương nó đi như này. Đi, đi nó không gầy người. Đấy trời đất người ta phạt đấy. Mình nhìn vào đấy bảo bạn với cha với mẹ đấy, đấy mình nhìn đấy. Còn con dâu mày, mày chỉ bảo là thôi con ạ. Mày ấy chẳng nhìn ai, mày cứ nhìn vợ chồng chú Lọng này. Đấy chú, cô chú nhớ xử thế nào đấy. Bây giờ hậu quả cô chú phải gánh. Con cô chú ấy hưởng. Bây giờ bản thân cây cô cả đời cô, từ ngày cô đi lấy chồng đấy, mày nhìn này. Mày sao mày hỏi cô xem cả đời. Mà cái con nó này, nó nhớ cái gì nữa. Nó nói ai, hỏi nó là thế cũng nữa. Nó bảo hỏng, cho ta ăn đúng nữa. Mà ăn cơm nó chỉ ăn được một đùng hết. Đúng rồi, thì ít đó. Giời đất người ta chỉ cho ăn được để mà cái như là cái sống, hành cho bằng sống, nhưng còn không ăn được. Mà bây giờ chắc cả thế giới này có một mình nó là người gầy nhất thế giới. Con nhớ chưa? Thịt mẹ mày cởi ra cái xương on, cái xương đít này là chơ hết. Thịt nó điều hết ý. Thì còn mỗi cái da bọc cái xương rồi. Nên là đây còn mày như thế mày còn muốn biết được thôi. Còn cũng cãi rồi mai kia. Còn con nó mới hiếu với mình sau này chỗ là chị. Có bệnh các cụ. Chứ mình không nên dễ xin các con. Muốn cho các con cũng được thôi, chứ cái làm gì cho các cháu mình nó khó. Đấy nên còn nên nghe nào, tao phục hộ cho sống dai sống thọ. Còn đây chả mua thì tao phục hộ cho. Thế nên hôm nào tao về đây bà chồng mày đi mua thêm con lợn về tao đẻ chết con mẹ. Con chết hết con lợn. Chết hết gì đó. Đẻ chết mẹ. Chú ơi suốt ngày mẹ con quập quặp nhau. Thế nên tao tức về tao bảo đeo mẹ bố là mẹ không nhịn con không nhịn mẹ. Ông mà nghe tao chết hết rồi. Nó cụ ghè thì nó chết nhiều hết chứ. Nó tao ghè cho võ khẽ vào đầu nó gì mà chết lắm đấy. Làm chết hết cả 19 con lợn. Bây giờ con tiền thì không có, con đi vào cho tỏ. Cứ mẹ con này cãi nào là tao có lợn. Thế bà bảo là dần Tết con bắt được lợn nó vào không hả bà? Vào thì vào được. Vào thế nhưng mà cứ mẹ con nó cũng cục chặt ta lại gõ. Bà phụ hộ đi, bà phụ hộ cho vợ chồng con đi để con. Thế để đừng có để cãi nhau các phụ giúp đỡ. Không thôi không. Thế bà với mẹ con chim bỏ làm người à, vậy đặt này tha cho nó để không là để tao dạy. Bà nên nếu mà thích thì bảo mình đi. Thằng Nam nó dừng nó đi xuống đây gặp tao cái là tao tóm sống cái gì mà. Nó không có gì đâu. Ừ, thì nó không có đi đâu. Con bảo rồi, con bảo rằng là mày đi phố với bố mày nó không đi, con tặng không đi nào. Chắc là nó biết là tổng tom hơn là mày lừa là hả? Dạ, không biết là lừa sợ hay không, con không biết là mày có đi một cối bố hả? Mày đi. Thế nên là về thôi thì cứ để đi, còn con Phương nó ngoan trông nó nó. Và con Phương này vừa xinh gái vừa đẹp là mày trông nó. Con nhớ mẹ bố mày rồi bây giờ cái tầm. Ê, nó đang ê phơi phới, thành ê thì thế là chết. Con lại phụ nhớ chưa là cứ vâng tôi sẽ trông nom, Phương rủ cho cháu nó học để hôm nay cho đi lớp, nó cứ ở mẹ trông nom. Được, tôi sẽ đậu. Thế thôi vợ chồng mày chuẩn, nó phát anh chồng mày biết con về. Con hỏi bà, con muốn làm cái chỗ lại, con hỏi bà là ngày thế nào, ngày đẹp thì để đến con trong 1-2 tháng sau. Thế nhà con thì năm nay không được tuổi thì cô đại. Mày mượn người ta, người ta cuốc cho tí công trình phụ. Thế là con mượn người ta. Xây ấy để cái hủy ở đấy gì? Xây lại à? Đâu, con mới. Làm cái mới cho các con này gì? Ừ thì làm mới thì mới để tiện cho đi lại trong cái nhà gì. Thì tôi để cho nó mưa nó nắng thì tôi cháu làm. Đi mượn đấy, ai người ta đứng ra ta đổ thổ cho. Chứ năm nay chồng mày không được tuổi đâu. Không làm được đâu, thôi thôi cũng chuẩn. Tôi hỏi là tôi biết rồi. Không còn được cái tuổi đã hay không? Không người nào. Mượn ai người ta bây giờ nên mượn người ta 65, 67, 7 mượn 65, 67 mượn người ta công trình phụ chỉ tầm ý thôi. Mình biết thôi. Bây giờ mượn cái tuổi. Được, bố. Về thì tao tìm. Tao run rủi cho. Vâng, nhớ chưa? Vâng. Bà lên về đi. Múc 2 sáng hay là như thế nào? Sáng mấy giờ ạ? Cứ giờ thìn mà múc. Chả nhẽ 5 giờ sáng dậy đốc thổ sao? Ê, 7-8 giờ sáng trần gian này này. Nhớ chưa? Mà hôm đấy nghỉ một buổi thịt lợn cũng được. Con nghỉ thế nào con phải đi để kiếm lấy tiền để đi lấy thuốc chứ. Bà bảo con nghỉ con lấy tiền đâu con đi lấy thuốc. Thế sao mày cãi lắm chứ? Xuống đây là có thuốc đấy. Không, con bà đội cho con để con vẫn ở dưới này có thuốc nha. 4 tâm dài, 2 tâm ngắn máy nằm. Con Phương nhà con nó vẫn bé như thế. Thôi chị bà cũng thuốc. Vâng, tôi biết rồi. Mà con Phương hôm đó là mẹ ơi thôi mẹ đừng cãi nhau mẹ đi nữa. Con biếu biếu à? Biếu chuyển gian à?
mất bố này ấy nửa cân thịt mông rồi. Đắt lắm thì chắc đấy đắt bà phụ hộ ấy mà lại đắt cơ. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Thế còn nghe này thì Tết vào lận tao còn đậu cho. Không phải tao có phụ hộ chứ cứ bảo con nào tao gõ chết cũng đấy. Chết hết cả cái lồ rồi đấy. Tao bao nhiêu? Có 19 con. 19 con còn 19 con thì bao nhiêu tiền? Mua làm bao nhiêu? Có hơn 40 triệu. Con lần con bảo cái thằng con Tết con mở nộp. Được rồi. Bán hộ cho con nhé. Tôi biết rồi. Lắm mong. Cháu gấp hộ. Cho con để con mượn con nọ lại. Cái đồ ấy. Cháu có đồ chơi cho cháu tao đến nơi. Nó thấy vợ nó ung thư nó đi bóp cái con kia nó phạt cho 500. Mà bố đấy nó bên chồng nó thấy sao mình không biết bên cháu đâu mình nhỉ? Bà dối.